Trong một lần thì Trang có xem được một video phỏng vấn với các em học sinh về chủ đề lịch sử nước nhà và chủ đề là vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Có em thì trả lời rằng Quang Trung Nguyễn Huệ là hai người bạn thân. Có em lại cho rằng Quang Trung Nguyễn Huệ là hai người anh em kết nghĩa. Và khi nghe được những điều này thì Trang cảm thấy khá là buồn. Bởi vì đối với bản thân Trang thì chúng ta không cần hiểu quá nhiều về kiến thức lịch sử, hiểu quá sâu về nó. Tuy nhiên là những sự kiện tiêu biểu hay là những người mà có công lớn đối với đất nước thì chúng ta cần phải biết. Quang Trung Nguyễn Huệ là người anh hùng áo vải đã đánh đổ hai tập đoàn thống trị phản động ở đằng trong và đằng ngoài. Người đã lập nên những chiến công hiển hách chống quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh, thực hiện được khát vọng thống nhất đất nước của dân tộc vào cuối thế kỷ 18. Quang Trung không chỉ là một trong những vị tướng lãnh sự quân sự xuất sắc, bách chiến bách thắng, mà còn là nhà cai trị rất là tài giỏi. Ông đã đưa ra nhiều chính sách cải cách kinh tế, xã hội nổi bật và trong lịch sử Việt Nam. Ông cũng là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam thời bấy giờ. Và đặc biệt, vua Quang Trung là một trong những vị vua duy nhất của lịch sử Đại Việt có tham vọng mở rộng lãnh thổ của đất nước bằng cách là cầu hôn công chúa Trung Hoa và ép vua Càn Long phải cắt bỏ tỉnh Quảng Tây. Và nếu như mà sự không thành thì ông sẽ dùng quân sự để đánh chiếm. Tuy nhiên, thật là đáng tiếc bởi vì kế hoạch chưa thành thì ông đã đột nhiên băng hà. Và theo cảm nhận của bản thân Trang thì nếu như mà vua Quang Trung vẫn đang còn sống thì có thể là ông sẽ đóng góp thêm nhiều chiến công hơn nữa đối với sự phát triển kinh tế cũng như là văn hóa của thời kỳ nước Đại Việt ta thời bấy giờ. Ôn lại một chút về lịch sử thế thôi. Và hôm nay thì Trang sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ tại cơ sở Bảo Long. Thì đây là pho tượng thuộc dòng sản phẩm cao cấp. Tượng được chế tác theo dáng đứng, một tay cầm kiếm và đứng trên bệ. Quý vị có thể thấy là pho tượng có hình khối rất là cân đối. Diện mặt thì thể hiện cái sự truyền thần và sắc nét. Tượng thì được đúc bằng chất liệu đồng nồi hè. Và đồng nồi hè là gì thì ở trong những video trước thì Trang cũng đã giải thích rất là nhiều. Tuy nhiên là hôm nay thì Trang sẽ nói rõ thêm một chút nữa để mà quý vị nào chưa tìm hiểu về chất liệu này thì có thể hiểu hơn. Thì đồng nồi hè là một trong những loại đồng rất là cao cấp, hiếm, phải nói là rất là hiếm, mà ngày xưa ông bà ta vẫn sử dụng là đồng nồi niêu song chảo đấy ạ. Đồng nồi hè thì có đặc tính rất là tốt, độ mềm dẻo cao, độ bền cao và có giá thành thì gần như đắt gấp đôi so với nguyên liệu đồng đỏ. Và khi mà chúng ta sử dụng đồng nồi hè để đúc tượng thì sẽ cho cái chất lượng phôi rất là đảm bảo. Khi mà chạm khảm hoa văn thì thể hiện cái sự tinh xảo và sắc nét. Điểm độc đáo thứ hai của pho tượng đó chính là về các cái đường chạm khảm hoa văn ở trên tượng. Quý vị có thể thấy ở phần áo, phần thân được chạm khảm điểm các kim loại, ví dụ như là vàng, bạc, đồng đỏ, đồng vàng. Ở phần bệ thì được khảm dòng chữ Quang Trung Nguyễn Huệ được khảm bạc hoàn toàn. Xung quanh thì được khảm điểm thêm một số hoa văn trang trí. Và như thường lệ thì Trang vẫn sẽ đo về chiều cao, về kích thước để quý vị có thể thấy rõ hơn về sản phẩm này. Pho tượng này có chiều cao là 48cm. Trọng lượng của pho tượng thì nặng khoảng 9 cân. Đây là một pho tượng có kích thước khá là vừa. Và điểm độc đáo thứ ba mà Trang muốn giới thiệu về pho tượng này đó chính là màu sắc của tượng. Tượng thì được tạo màu nâu ốc rất là đặc trưng. Và để được tạo được một cái màu sắc mà có chiều sâu như thế này thì đòi hỏi người nghệ nhân phải có một cái phương thức pha màu bí truyền. Và đặc biệt là với cái màu nâu ốc này thì Trang nghĩ là tượng rất là phù hợp để mình đặt ở trong nhiều không gian trưng bày. Ví dụ như là mình đặt ở bàn phòng khách, bàn làm việc hay là ở cơ quan thì đều rất là phù hợp, rất là đẹp và dễ tạo sự ăn nhập với không gian. Và theo cảm nhận của cá nhân Trang thì đây là một pho tượng đẹp, đẳng cấp, bởi vì từ chất liệu, từ chất lượng đường khảm hay là về diện mặt hình khối thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và nếu như bạn nào đang tìm kiếm một pho tượng có tác dụng trang trí, mang giá trị phong thủy tốt và mang giá trị văn hóa, lịch sử và thể hiện cái niềm tự hào đối với một người có chiến công hiển hách với dân tộc thì đây chắc chắn là một sự lựa chọn không thể nào mà mình bỏ qua được.
Và ngoài cỡ cao 48cm thì tại Bảo Long còn nhận đúc tượng quan Trung Nguyễn Huệ theo kích thước yêu cầu. Và nếu như bạn nào đang quan tâm về pho tượng này thì có thể liên hệ trực tiếp với Bảo Long hoặc là để lại thông tin ở dưới video này để được tư vấn trực tiếp. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video hôm nay cùng Trang và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ Trang trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.